cái bài mà em cũng hay dùng để tư vấn, đó là về cái bài về 6 chiếc lọ tài chính. Thì thông thường các anh chị có thu nhập ra thì anh chị thường hay sử dụng cho các cái việc chi tiêu của mình, nhưng mà anh chị quên không biết phân bổ như thế nào. Đó, thì hôm nay em đến đây để đem đến cho anh chị gọi là 6 chiếc lọ tài chính để giúp cho anh chị quản lý việc chi tiêu của mình như thế nào. Thì về chi tiêu cần thiết là những cái mà nó bao gồm như là ăn uống, sinh hoạt, đi lại các kiểu. Đó là cái gọi là chi tiêu cần thiết. Thì cái phần đó nó sẽ chiếm 55% thu nhập của mình. Còn riêng về cái gọi là tiết kiệm dài hạn chiếm 10%, đó chính là một cái quỹ dùng, anh chị có thể dùng giống như là để mình định mua xe, mua nhà. Đấy, thì cái đó được gọi là cái quỹ tiết kiệm dài hạn. Còn quỹ về giáo dục thì trong cuộc sống hàng ngày, riêng em thức thì cũng như các anh chị khác thì thường đâu đó của mình cũng vẫn muốn là nâng cấp bản thân của mình lên. Kế tiếp là cái quỹ là về quỹ hưởng thụ. Trong cuộc sống sẽ có nhiều điều làm cho mình stress, thì ít ra cái quỹ hưởng thụ này giúp cho mình kéo lại cái việc đó bằng cách là hàng năm mình sẽ sắp xếp những cái chuyến đi du lịch, rồi tận hưởng mua sắm các kiểu. Cái quỹ này sẽ chiếm 10% thu nhập của mình. Và cái kế tiếp đó là quỹ về tự do tài chính. Cái quỹ này nói nôm na đó là khi mà anh chị có cuộc sống như anh chị mong muốn thì anh chị không còn phải phụ thuộc vào một cái, không phụ thuộc tài chính vào người khác nữa, thì nó được hiểu là quỹ tự do về tài chính. Những cái quỹ này nó bao gồm một cái quỹ như là anh chị là cũng có thể là gửi tiết kiệm nè, đầu tư nè, hoặc là hợp tác kinh doanh. Nhưng mà xin lưu ý một cái điều, đó là cái quỹ này tuyệt nhiên anh chị không được đụng vào. Và cái cuối cùng là từ thiện. Cái này nó thể hiện được cái là cái sự giúp đỡ của mình đối với người thân, gia đình, bạn bè cũng như là cộng đồng ở bên ngoài. Đó là 6 cái quỹ.